quá. Hello, mà đừng biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Sáng ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại sân bay Nội Bài. Một chút nữa thì em của mình sẽ đến giao xe để mình lái về Nam Định. Chiều ngày hôm nay thì mình sẽ ra sân để tác nghiệp buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như là câu lạc bộ Nam Định để chuẩn bị cho cuộc đối đầu hứa hẹn rất hấp dẫn vào chiều ngày mai trên sân Thiên Trường. Bây giờ thì lên đường thôi, let's go. Hello cả nhà, mình đang ở trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Mệt quá nên là tranh thủ nghỉ ngơi, nằm nghỉ khoảng 15-20 phút. Một chút nữa thì mới tiếp tục hành trình lái tiếp về Nam Định. Cũng còn khoảng 40 cây số nữa là sẽ tới nơi. Sau đó thì mình sẽ về phòng khách sạn, mình nhận phòng rồi mình lập tức ra sân Thiên Trường để tác nghiệp buổi tập của hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Thép Xanh Nam Định. Tuyệt vời cả nhà ơi, cuối cùng đã tới Nam Định rồi. Bây giờ thì mình sẽ thẳng tiến về khách sạn nơi câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đóng quân. Hello cả nhà, như vậy là mình đã tới khách sạn Sơn Nam nơi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đóng quân. Một chút nữa thì các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai họ sẽ ra sân để tập luyện ở phía trên kia. Nhìn đã thấy những chiếc áo của ban huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rồi. Bây giờ thì mình sẽ vô để nhận phòng khách sạn và sau đó nghỉ ngơi một chút trước khi mà ra sân để tác nghiệp. Đây có lẽ là chiếc xe hợp đồng chở các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trong hành trình thi đấu ở Nam Định. Khách sạn Sơn Nam là nơi đóng quân quen thuộc của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai mỗi khi mà đến Nam Định để thi đấu. Mình cũng đã từng đến đây vào năm ngoái. Bây giờ thì mình sẽ vô nhận phòng. Khách sạn rất là lớn và nằm ở bờ hồ nên là rất là mát. Rồi, cuối cùng cũng nhận phòng rồi. Phòng của mình ngay cạnh phòng của các cầu thủ Hoàng Gia Lai luôn. Toàn bộ khu vực hành lang này đều là phòng của các cầu thủ. Đây là khu vực nhà hàng của khách sạn Sơn Nam. Ở đằng kia thì có cả một cái hồ nước rất là lớn. Trước khi ra sân cò đá banh thì mình sẽ thưởng thức món xôi chè, chè Hải Hà. Xôi này, dạ con cảm ơn, nhìn rất là hấp dẫn rồi nha. Lúc này thì chiếc xe chở các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã tới sân Thiên Trường. Báo chí. Hello, ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Lúc này thì mình cũng đang có mặt tại sân vận động Thiên Trường và các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì bây giờ họ cũng đã tới sân để chuẩn bị tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ tối ngày mai, ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình yêu. Hy vọng rằng là người hâm mộ sẽ được thưởng thức một trận cầu hay, một cuộc so tài thú vị của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định. Hello. Dạ, chào anh. Dạ.
Thấy lâu chưa? Em mới tới lúc nãy. Mới tới hả? Dạ. Đây là sân Thiên Trường. Màn hình LED đã được bật lên, có lẽ là để test thử. Xin chào Tuấn Linh. Chào rồi. Anh mới ra. Xin chào Thanh Nhân. Hello A Hoàng. Chào. Xe lưu vừa lưu mặt cỏ xong. Nào, chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua sân Thiên Trường. Hello Brandao, hello Sơn. Are you good? Hello mọi người nha. Theo như quan sát của mình thì mặt cỏ khá cao. Nguy hiểm quá. Khi các vận động viên điền kinh họ đang chạy trong sân, rất nguy hiểm, có thể va chạm vào nhau, không khác gì là những chiếc xe máy tông vào nhau cả. Bởi vì các vận động viên điền kinh thì khi họ đang chạy thì họ sẽ chạy với tốc độ rất nhanh, và việc dừng đột ngột hoặc va chạm đột ngột có thể xảy ra những cái chấn thương rất đáng tiếc. Đây là điều không ai mong muốn. Rất may là vừa rồi thì Nhô cũng đã kịp né, và nữ vận động viên điền kinh thì cũng đã kịp đổi hướng. Xin chào. Hey, hello. Xin chào. Như vậy là toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ cũng đã xuống xe đầy đủ và bước vào phần tập luyện ở trên sân Thiên Trường. Em có muốn nói gì không Thái Ninh? Nói lại tiếng xưa anh ạ. Lâu lắm rồi hai anh em mới gặp nhau cả nhà. Sắp tới lên Pleiku thì chiều cuối em nhé. Chúng ta sẽ lại đồng hành với nhau cùng với Hoàng Anh Gia Lai thôi. Hy vọng sự kết hợp bộ đôi này sẽ... Đó là định mệnh rồi em ạ. Rất vui, rất vui. Ăn Tết vui không cưng? Dạ. Ăn Tết vui không? Vui lắm, tăng mấy cân. Ăn lên 4kg. Chị đi à, kéo xanh hè. À, mày vô không? Bắt đầu. Tốc độ 100m, quang là tầm 4 cây. Thằng ủ to lắm, 11 giây vậy anh ờ. 11 giây. Bằng quang đâu. Không rõ là tình hình của Thanh Nhân như thế nào rồi. Xin chia sẻ với cả nhà là Thanh Nhân bị một cái mục nhọt ở ngay khu vực bắp đùi phía trên đầu gối một chút, và cái mục nhọt này nó đã sưng tấy lên cách đây 2 ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến việc tập luyện của Thanh Nhân ở bên chân phải của Thanh Nhân, và bạn ấy cũng phải bó lại ở khu vực đó. Ngày hôm nay thì hy vọng rằng là mọi thứ đã ổn với Thanh Nhân rất là nhiều cả nhà. Bây giờ là 4 giờ chiều và cả nhà có thể nhìn thấy là trời đã mây đen kéo đến rồi, không biết là liệu có mưa hay không.
Thanh Bình, Lê Minh Bình, Võ Đình Lâm, Dũng Quang Nho. Và đây là Trần Thanh Sơn. Hai đi. Paulo Randao, Trần Bảo Toàn, Pape Diakite, Châu Ngọc Quang. Còn đây là trung vệ Lê Văn Đại, Văn Triệu, Minh Vương, Đình Bảo, Thanh Nhân và Lê Văn Sơn. Nhiều khán giả thì yêu cầu mình là khi đang quay thì vui lòng là đọc tên các cầu thủ để cho mọi người còn nhận ra. Thanh Sơn. À đây hả? Đây, đây Thanh Sơn. Không, đứng bên cạnh anh Sơn ngoại binh. À, Paulo. Paulo Randao Diakite. Tiền đạo. Đây là Diakite đúng không? Diakite nè, cao. Hai mươi ba cầu thủ. Như vậy là ở chuyến hành quân ra Nam Định lần này, huấn luyện viên Katisak mang theo 23 cầu thủ. Như vậy là những cầu thủ trẻ không góp mặt ở chuyến hành quân lần này có Hữu Phước, Nguyễn Hữu Anh Tài đúng không ạ? Đâu để xem, à kia rồi, Tài ở kia rồi. Như vậy là mình nhớ là Hữu Phước. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ cho báo chí được phép tác nghiệp 15 phút. Và bây giờ thì có thể là báo chí cũng không có gì để phàn nàn đâu ạ. Vì cả nhà cũng thể nhìn thấy rồi, trời cũng đã bắt đầu có mưa lất phất rồi. Và vì vậy mà tác nghiệp 15 phút là quá là vừa đủ luôn đó. Có khi là tác nghiệp xong là trời cũng sẽ đổ mưa. Các anh em đồng nghiệp bên On Spot, em ở khách sạn nào cùng luôn hả các? Em ở bên đúng rồi, cùng Sơn Nam đúng không? Tại vì nãy anh thấy có xe VTV vâng đúng rồi, xe của bên em ấy. Thế là anh ở đó luôn ạ. Em vừa xuống cái là thấy ông trợ lý ông đang ngồi đấy luôn. Vậy là mới xuống nãy hả? Em mới xuống mà. Tại vì cái lúc mà anh dê xe vô xong đến lúc anh đi ra, anh quay ra thì anh lại thấy xe VTV. Anh em 1 giờ mới đi anh ạ. Anh chạy từ 12 giờ mà anh chạy anh dừng anh nghỉ một đoạn hơi đuối. Không, chạy từ Nội Bài. Tâm mới đưa xe rồi. Độ rất cao. À, phát hiện trên khán đài Tép Trần đang ngồi ở trên đó. Chăm chú lắm. Mình leo lên khu vực phía cao, nơi mà báo chí sẽ ngồi tác nghiệp ở những hàng ghế này. Và khu vực khách mời, danh dự khách VIP cũng đã ngồi ở đây. Ở đây là toàn bộ quang cảnh của sân Thiên Trường. Cả nhà có thể thấy sân bóng quê ngoại của mình. Rất tiếc là giờ bây giờ thì ông bà, cô chú, người thì cũng đã mất, người thì lên Hà Nội sống. Các cô, các chú, các cậu thì đều đã vào miền Nam lập nghiệp hết rồi, nên là về đây thì cũng không đến thăm ai được cả. Đây là những hình ảnh toàn cảnh về sân vận động Thiên Trường. Có thể nói đây là một chảo lửa của người hâm mộ bóng đá thành Nam, là niềm tự hào của người dân Nam Định. Có thể nói là cái hình ảnh mà một trong những cái hình ảnh đáng nhớ nhất của người hâm mộ Nam Định có lẽ là
việc đến cổ vũ cho SEA Games vừa qua, vào tháng 5, tháng 6 vừa qua. Có thể nói là những cái hình ảnh để lại rất nhiều ấn tượng. Tuy là U23 Việt Nam không thi đấu tại Nam Định, nhưng mà người hâm mộ thì ken kính các khán đài để theo dõi và cổ vũ cho những đội bóng tham dự ở bảng B của SEA Games. Những hình ảnh đó để lại rất nhiều ấn tượng đối với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Điều đó cho thấy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá thành Nam lớn đến như thế nào. Và ngày mai hy vọng rằng là không khí sẽ sôi động giống như là SEA Games. Năm ngoái thì mình cũng đã có dịp đến sân Thiên Trường và mình ngồi ở khu vực cái giàn giáo ngay sau cầu môn của bên phải sân nè. Mình ngồi ở khu vực đó để theo dõi trận đấu và kết quả là cả Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định đều vui khi mà chia điểm với nhau. Có lẽ là cũng đã sắp hết giờ tác nghiệp của giới truyền thông rồi. Đây là khu vực cabin ghế ngồi của đội khách. Thứ 6, tức là nó tách ra là thứ 8 là thứ 6 đúng không? Thì là nó sẽ là thứ 3 trong thứ 6. Năm ngoái thì đã xảy ra một cái hình ảnh rất là hài hước ở khu vực khán đài B, nơi mà các cầu thủ họ đi vào cái đường hầm đó, cả nhà có thể nhìn thấy. Thì sau trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai thì cầu thủ Trần Minh Vương khi mà anh di chuyển ra khu vực đó thì không sao, nhưng mà đến cầu thủ mang áo số 17 là Võ Đình Lâm, anh chàng đang ở trong màn hình mà cả nhà đang thấy, có thể nói là Đình Lâm có vóc dáng, cái bước đi cũng như là mái tóc ở thời điểm đó rất giống với Trần Minh Vương. Và chính vì vậy mà khi Đình Lâm bước vào trong đường hầm thì các cổ động viên của Nam Định đã hét lớn lên là Vương ơi, năm sau về đá cho Nam Định đi em, lúc nào cũng sẽ được đá chính. Lúc đó Đình Lâm ngơ ngác không hiểu sao mà mọi người lại gọi mình là Vương ơi Minh Vương. Nhưng mà sau đó thì nhìn kỹ lại thì thấy cả hai có những cái nét khá là giống nhau, từ chiều cao, từ cách để kiểu tóc cho đến cái tướng của Lâm và Minh Vương cũng khá giống nhau, cái mông rất là cong và to. Đình Bảo, tân binh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa được huấn luyện viên Kha Tí Sắc trao cơ hội ở những trận đấu vừa qua. Ngoài ra có cả Nguyễn Hữu Anh Tài. Còn đây là Lê Văn Sơn, Trần Minh Vương, Thanh Nhân, Nguyễn Quang Nho, Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Châu Ngọc Quang, Võ Đình Lâm, A Hoàng, Minh Bình, Randall, Diakite và Paulo. Còn ở bên này là Tuấn Anh. Như vậy là đã hết phần tác nghiệp. Bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài sân Thiên Trường để ghi hình lại không khí bán vé. Tất nhiên là mình nghĩ rằng là vé thì ngày mai mới thực sự là sôi động. Nhưng mà lúc này thì mình cũng quan sát thấy có rất là nhiều vé đang đứng ở ngoài để bán vé rồi đây cả nhà. Khán giả thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều sự quan tâm. Ok ok. Bao nhiêu năm không thay đổi? Đang không có thay đổi đâu, chỉ bị cháy sim. Có cửa VIP nào không? Có tên có. Mấy mời gì?
Ở phía trước sân Thiên Trường có một hồ nước rất là mát mẻ. Và ở đằng xa kia còn có cả quán cà phê Ông Bầu. Mấy lần trước khi mà mình đến sân Thiên Trường thì mình đều lựa chọn ngồi cà phê Ông Bầu. Quán này. Còn đây là bên ngoài khuôn viên sân vận động Thiên Trường. Ok. Mấy anh em rủ nhau uống cà phê cái đã. Nãy mình mới ăn một chén xôi, quất một ly chè, ấm hết cả người. Giờ thì yên tâm mà, uống cà phê, uống gì cũng được. À kia có khu vực bán vé xem bóng đá, đợi đợi. Kia là khu vực bán vé xem bóng đá. Mình xem có gì hay hay không. Mà chắc là hay rồi. Mà chắc là sẽ rất hay. Đây, đang bán vé. Người ta bán thì cháu bán cho chúng cho chúng hai bên khác. Đưa đây. Lưu ý giữ nguyên vẹn vé, không làm mờ nhầu nát, không gặp ngang mã QR để quét mã khi vào cửa soát vé. Cổng vào xem tập luyện thường xuyên. Dạ. Sáng biết đi ăn cơ. À anh sáng anh gọi em ạ. Em cảm ơn anh. Tí nữa đi em đang uống nước. Ra kia uống nước chè đi. Cà phê ạ. Dạ. Ok anh, dạ. Chắc làm lúc nữa nhỉ. Tôi không có về thì em không, em còn làm Nam Định nữa. Nhưng mà không, bây giờ ra uống cà phê cũng được. Dạ rồi, đợi em. Dạ rồi, ok. Xe hơi đậu kia cơ. Dạ, dạ rồi, ok. Rất là vui cả nhà. Rất là đông khán giả đang ở ngoài để xem phần tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Kia Thi Sắc. Dạ rồi. Cùng Cun du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ Cun đổi quà cực Cun. Săn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa Cun 110 hoặc 180 ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gói siêu Cun. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình Cun. May mắn săn được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều Cun siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cun túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu Cun nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu Cun. Săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cun, thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cun tươi vui trong mỗi lốc sữa Cun tươi vui hoặc Cun dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cun tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cun tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cun. Tích lũy được 24 thẻ Cun tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu Cun. May mắn săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cun vậy thôi các bạn ơi!